Đấy, hay đúng không? Đấy đi, cố lên. Đấy, sắp đẹp rồi, sắp thành cành rồi. Ngay mà cũng thành cành đấy em. Đúng rồi đấy, đúng rồi, bạn xuống cố lên. Xin chào các hôm nay các bạn cùng vẽ tranh với mình nhé. Nhưng các em ơi, bọn chị vẽ tranh rất là đặc biệt nhá. Và bọn chị sẽ vẽ cành đào hoặc cành mai hoặc tùy một cành gì đấy. Nhưng mà bọn chị sẽ không vẽ bằng bút đâu, mà chị đã có một lọ màu đen. Và bọn chị sẽ đổ màu đen lên đây và bọn chị sẽ thổi. Lúc đấy á, cái cành cây của chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều thứ luôn. Và sau đấy á, chúng ta sẽ dùng những cái màu này. Bạn Xu có thể làm màu hồng hoặc màu đỏ thì tùy thích để làm bông hoa. Đấy. Và bọn chị sẽ không dùng bút nhá. Bọn chị sẽ dùng bông tăm để chấm hoa đấy. Đây là bông tăm để vẽ tay của em. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ dùng để vẽ, được không? Được, chị cũng là nhìn cho. Được, các em ơi, chúng mình cùng nhau làm nhá. Em ơi, bây giờ bọn chị sẽ đổ thử nhá. Chị nghĩ là chắc là khó đấy. Không biết bạn Xu có làm được không? Chị sẽ cho bạn Xu làm trước nhá. Rồi, xuống rồi, đi nào. Thổi theo các hướng, đúng rồi. Đấy, hay đúng không? Đấy đi, cố lên. Đấy, sắp đẹp rồi, sắp thành cành rồi. Ngay mà cũng thành cành đấy em. Đúng rồi đấy, đúng rồi, bạn xuống cố lên. Có khi chị còn không bạn đẹp vào bạn xuống đâu ấy. Thổi cái hơi cổ của chị. À, bởi vì chị là người lớn nên chị biết cách thổi hơn. Em nhìn nhé, đằng sau này chị sẽ thổi thành cái thân cây này. Rồi, bây giờ chị với bạn Xu sẽ cùng nhau làm màu nhé. Chị sẽ... em sẽ chọn màu... Hoa của Xu màu gì nào? Màu gì, màu gì, em thích màu gì? Bạn Xu đang nhìn chị này. Đằng kia có bông tăm to ấy, mình chấm sẽ đẹp hơn ấy. Nhưng mà chị đang hết bông tăm to rồi nên chị chấm tận bông tăm nhỏ nhé. Bạn Xu sẽ... Các em ơi, các em nhìn bạn Xu này. Đấy, bạn Xu đang làm cánh hoa đấy các em. Wow. Các em nhìn thấy xinh không? Đấy. Những bông hoa đào của bạn Xu đang bắt đầu nở đấy các em. Ui, bạn Xu. Các em ơi, chị sẽ không giống bạn Xu. Chị sẽ thử trường hợp này nhá. Chị sẽ dùng 5 cái tăm. Chị làm luôn thành 5 cái cánh hoa luôn. Chị sẽ làm màu đỏ và Xu làm màu hồng, rồi chị sẽ làm đào đỏ nhá. Các em nhìn này, chị thử chấm xem nó có ra không nhá. Một là đẹp, hai là xấu bởi vì nó bị dính với nhau. Wow, không ra được các em ạ. Chúng mình chỉ đây làm một tăm thôi. Đấy là một sự gọi là nghịch dại của chị một tí. Bây giờ chị sẽ thử nhá, các em nhìn này. Chị sẽ chữa lại vậy. Không sao cả. Đấy, một bông hoa đào của chị. Các em ơi, hoa rất là đơn giản nên là chúng mình á. Đấy, trên này chỉ là một chiếc lụ thôi. Chúng ta sẽ làm những bức tranh thật là xinh đẹp để tặng những người thân yêu của chúng ta nhá. Xu ơi, Xu sẽ tặng tranh này cho ai hả Xu? Tặng cho chị. Ồ, tặng luôn cho chị á? Ừ. Chị thấy khá là đẹp đấy. Các em ơi, các em nhìn này, đây là bức tranh của chị. Xu ơi, Xu, chúng ta cho các bạn xem nào. Bây giờ bạn Xu cũng đã đến phần làm lá đấy. Nào Xu ơi. Chưa xong. Thôi, tí nữa mà chị cũng đã xong đâu, tí hai chị em cùng nhau làm tiếp mà. Cẩn thận đắt. Ê, các em ơi nhìn này, hai bức tranh của bọn chị cũng sắp hoàn thiện rồi đấy. Em thấy thế nào? Mình làm tiếp đi. Đúng rồi, đương nhiên là chúng mình sẽ làm tiếp để cho các bạn nhìn nhá. Đấy, các em nhìn này. Ê, chỉ là vài giọt màu bọn chị đã thổi ra thành một cái cây đấy. Và bọn chị cũng đã dùng những chiếc bông tăm rất nhỏ xinh này để làm ra bông hoa này và lá này. Ê, trò mới đấy. Chị thấy trò này khá là thú vị. Rất là đơn giản thôi. Đấy, wow, bọn chị thấy đẹp đấy. Bông tăm của chúng ta có rất nhiều tác dụng đúng không em? Chị sẽ viết chữ Suzy Kid vào đây nha. Chữ Suzy bằng màu gì ta? Suzy Kid TV. Các em ơi, chị sẽ làm mũ. Các em ơi, các em nhìn bức tranh của chị có đẹp không? Có xinh không? Thôi, Xu ơi, Xu của Xu đừng biết. Các em nhìn nè, bạn Xu dơ lên, Xu dơ lên cho các bạn nhìn. Các em ơi, cây của bạn Xu bây giờ không phải là cây nữa mà như kiểu cây chấm bi ấy à. Không, em dưng thẳng lên cho các bạn nhìn. Đây, em làm mũ đây. Ờ, chúc mừng em ạ. Các em nhìn thấy không? Hoa của bạn đấy từ dưới gốc lên trên thành cây này. Đây của Xu không phải là hoa đào, hoa mai, mà đây chính là cây chấm bi. Còn các em nhìn cây của chị này. Đấy, rất là thanh khoản, rất là xinh đẹp đúng không? Xu ơi,
nhưng mà chị phải nói là hoa bạn Su làm những bông hoa rất là xinh đấy. Wow, bạn Su bây giờ có đi làm nhụy cho hoa nữa đấy em. Tôi một lần làm bức tranh giống bọn chị nhá. Wow, rất là đơn giản đâu. Đúng rồi, chúng mình sẽ chỉ cần một ít màu nước hơi đổ ra và chúng mình thổi. Nếu bạn nào khéo léo thì sẽ thổi được những cái cành cây rất là đẹp và làm được những bông hoa rất là đẹp. Hôm nay bọn chị không có bông tâm to, chỉ có bông tâm bé nên là chấm cánh hoa nó không đẹp đẹp lắm, nhưng mà cũng thấy đẹp đúng không em? Thôi rồi, cho các bạn xem đi. Xong rồi chúng mình chào tạm biệt các bạn nào. Đây đúng không? À, các em ơi, bạn Su đã làm một điều rất là tuyệt vời. Các em nhìn này, bạn ấy đang vẽ nhụy cho các bông hoa và nhìn các bông hoa có vẻ rực rỡ hơn đúng không? Biết kiểu hoa nào? Đúng rồi. Giỏi lắm. Thôi chúng mình cùng nhau chào các bạn đi, rồi chúng mình sẽ sửa lại một bức tranh rất là xinh đẹp. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ có bức tranh để ý tặng tất cả các bạn đúng không? Thôi từ từ em do lên đi, rồi chúng mình cùng nhau chào các bạn đi, rồi chúng mình sẽ sửa lại những bức tranh đẹp hơn. Quay cho các bạn nhìn nào. Đây. Bạn Su còn không biết cầm, bạn ấy chỉ đang mải vẽ thôi các em. Thôi chúng mình chào các bạn đi nào. Chào các bạn.